Tây Ban Nha là luôn là một trong ba quốc gia được xếp là cường quốc ẩm thực trên thế giới. Có nghĩa là cường quốc về rượu vang cũng như là cường quốc về các món ăn cùng với Pháp và Ý. Khi nói về ẩm thực thì người Tây phương người ta hiểu ẩm là các loại rượu vang dùng trong bữa ăn và thực là các món ăn. Rượu vang như nhiều anh chị em đã biết ra đời ở Địa Trung Hải, tức là những quốc gia miền Nam châu Âu, phía Tiểu Á và Bắc Châu Phi. Đấy là cái nôi của rượu vang của nhân loại. Đến ngày nay, sau nhiều ngàn năm, thì các nơi trên thế giới khi sản xuất rượu vang, người ta đều cố gắng sản xuất làm sao để mang theo cái style, cái phong cách của Địa Trung Hải. Cho nên rượu vang Địa Trung Hải, nó như một cái kim chỉ nam để dẫn dắt tất cả những nơi làm vang khác trên thế giới. Nó như một cái chuẩn mực vậy. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hãng La Sapa de Pelayo và quê hương của hãng là thị trấn Alcalá de Júcar. Alcalá de Júcar là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, luôn luôn được xếp là top những điểm đến hấp dẫn nhất của Tây Ban Nha cũng như châu Âu. Nó nằm trên độ cao gần 600m so với mặt đất biển ở trong tỉnh Albacete ở miền đông Tây Ban Nha và được ôm trọn bởi biển Địa Trung Hải. Alcalá de Júcar nằm ở một sườn đồi dốc nhìn ra con sông Júcar và có một trên một cái hẻm núi rất là ấn tượng. Thị trấn này được công nhận là một di tích về lịch sử nghệ thuật vào năm 1982. Đây là một trong những nơi ngoạn mục và đẹp như một bức tranh vẽ. Vị trí cảnh quan của nó rất đặc biệt với cùng với một lịch sử vô cùng phong phú. Đầu tiên là người La Mã đã đến đây hơn 2.000 năm trước, tức là nhiều năm trước công nguyên, và họ để lại những dấu ấn về lịch sử, những cây cầu cổ đại, những nhà thờ. Sau đó thì người Hồi giáo, chúng ta biết rằng có một thời gian vài trăm năm thì người Hồi giáo thôn tính Tây Ban Nha, và Alcalá de Júcar là nơi giao tranh giữa người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo. Trên đây thì ở thị trấn này thì vẫn còn là dấu ấn của rất nhiều những cái pháo đài Hồi giáo, những ngôi nhà được xây, được khoét sâu vào trong vách núi, là những điểm du lịch tham quan cực kỳ hấp dẫn cũng như là lôi cuốn du khách. Hãng vang La Sapa de Pelayo là một hãng vang trẻ, là được thành lập năm 2016 nhưng mà có truyền thống đã nhiều đời làm rượu vang cũng như là trồng nho. Trước đây thì họ trồng nho và họ đem đi bán nho của mình, nhưng mà những người con trẻ trong gia đình ở thế hệ thứ 3, thứ 4, họ quyết định thành lập một hãng rượu vang riêng với tất cả những hiểu biết cũng như là những cái kiến thức sâu đậm của mình. Họ có một lịch sử lâu đời với những gốc nho trồng từ 30 năm cho đến 80 năm tuổi. Và chính vì thế, chúng ta những người đã dùng vang thì chúng ta hiểu rằng là những gốc nho già bao giờ cho ra những trái ngon. Cũng ra chúng ta hiểu cách đơn giản là nôm na là giống những cánh đào Nhật Tân ấy, những gốc đào già, những đào gốc đào cổ thụ thì bao giờ cánh đào cũng dày. Những gốc nho già quả bao giờ cũng thì quả ít hơn nhưng mà luôn luôn cũng ngon, và quả ngon thì bao giờ cũng cho ra những trái vang ngon. Ngoài ra thì La Sapa de Pelayo là một hãng vang trẻ rất năng động, nhưng họ lại rất hiểu biết. Chính vì thế cho nên wine enologist, tức là chúng ta hiểu, tức là một giáo sư, một người gọi là tổng công trình sư về ngành rượu vang ấy. Enologist không biết dịch là làm sao nữa, tức là người vừa hiểu về trồng nho, về đất, về cách làm rượu, cũng như về winemaker, về cách làm rượu rồi cách sản xuất ra rượu. Anh Juan Antonio Ponce, anh này là một trong vài người trẻ vì enologist, là đại thụ về rượu vang hàng đầu của Tây Ban Nha, và hiện tại đang là người chịu trách nhiệm về sản xuất rượu vang cho hãng La Sapa de Pelayo. Chính thế, mặc dầu là một hãng vang trẻ nhưng có lịch sử rất lâu đời và có những người rất tài năng. Và hôm nay cùng với La Sapa de Pelayo thì Johnny Giang Hoàng sẽ giới thiệu gửi đến anh chị em, quý vị, những người tham dự, những người ngồi trong khán phòng này, những sản phẩm tốt nhất và đi kèm theo đó là những món ăn tuyệt vời nhất để pairing, để kết hợp cùng với những chai vang mà hãng La Sapa de Pelayo luôn tự hào.